Cát Lương Trần Hữu Trang trân trọng giới thiệu kịch bản Tình Mẫu Tử. Tác giả Diễn Châu, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dào, nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, nghệ sĩ Minh Vương, Kim Ngọc, Kiều Mai Lý, Tuấn Thanh, Tú Trinh, Hồng Tơ, Hiếu Liêm, Thành Chiến, Quốc Nhĩ, họa sĩ Văn Tòng, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải, biên tập Thái Loan, chỉ huy đêm biểu diễn Minh Hạnh, giám đốc sản xuất Phan Quốc Hùng. Con có chuyện gì không con? Dạ có. Má gì? Ơi, sao má vậy? Má có tiền không má? Tiền chi? Má có tiền cho con mượn mấy đồng nguyên má, mai mốt con có tiền con qua con trả cho má. Bây giờ má đâu có cách nào đâu con. Gì? Ba có con đi làm lúa cho người ta mà mấy ngày nữa mới có tiền. Vậy bây giờ không có tiền hả má? Bây giờ con muốn tiền phải không? Dạ. Bây giờ muốn tiền bây giờ làm sao mà có? Bây giờ chừng nào mà ba người ta trả tiền cho ba, má nhớ má kêu con qua qua cho con mượn mấy đồng nghe má. Rồi. Trời ơi con khổ quá má ơi, con không có ngủ được, con thức sáng đêm. Sao vậy giờ? Con sao vậy, con bệnh hả? Con không có bệnh. Con bệnh hả? Con có bệnh nữa. Chứ sao? Má coi chồng của con đi từ sáng tới chiều, tới tối nó không về. Cơm nước ở nhà không, mấy đứa nhỏ không có ăn gì hết trơn trời. Má coi con khổ ghê vậy đó. Má ơi, vậy thôi bây giờ không có tiền, má cho con mượn cái đồ bông của má đi. Đồ bông gì? Đồ bông mùa u đám cưới của má đó. Đồ bông mùa u đâu còn nữa con. Vậy chứ má đem đâu rồi? Má bán lâu rồi. Trời Phật ơi. Rồi bây giờ sao giờ má? Ở nhà má còn gạo không? Má còn có mấy lon à. Mấy lon má cho con mượn về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn đi rồi. Để có gì cho ba con về, ổng đi ruộng về ổng có. Ông má, con cho mấy đứa nhỏ ăn rồi con mua khác con đưa cho má. Còn dạ. Có hai ba lon à, để con cho mấy đứa nhỏ ăn nha má. Con với cái thiệt. Để con về con nấu cho nó ăn rồi có gì con mua về lại con trả cho má nha má. Chừng nào ba lãnh lương má nhớ má kêu con nha má. Má cho con mượn nha má. Con đi à. Con với cái khổ lòng quá. Bà ơi bà. Dạ. Bà ơi, ai đi sắp xảy giống như con điểu rồi bà. Nó chứ còn ai nữa. Trời đất ơi, nó đi đâu nữa là. À bà ơi, không biết hồi hôm nó cho tôi uống cái rượu gì mà tôi ngủ ly mì ở ngoài chùa, ở ngoài tròi á. Trời. Bữa nay tôi về tôi phải đi coi lúa cho người ta. Bà dạ. Coi bà nấu cơm cho tôi ăn nha bà, tôi đói bụng quá. Ông ơi. Ơi. Gạo còn có mấy lon, con điểu nó qua nó lấy hết trơn rồi ông à. Nó qua nó lấy hết rồi. Dạ. Vậy chứ hồi tháng trước là tôi đông về mười mấy lít gạo không hồi còn tháng nữa trước đâu. Tới bây giờ đâu có còn gì đâu. Trời đất thánh còn thần. Mấy lon rồi nó qua nó lấy đó. Bây giờ tôi nói thiệt với bà, tôi đói quá trời đi. Thôi bây giờ vậy, bà đi qua bên nhà thím Tư đi, bà mượn vài lon gạo về nấu cho tôi ăn nha. Ông ơi, bây giờ đâu có ai có gạo thóc gì đâu. Cả năm nay mùa màng thất bát hết trơn à ông mà. Vậy bây giờ bà con cô bác người ta có ăn buổi sáng rồi người ta lo người ta chạy buổi chiều, dễ gì mà ta có người ta cho mình vậy mượn là không? Khổ tới nơi rồi. À bữa đó tôi gặp thằng Mai nó đi rồi tôi hỏi mày đi đâu rồi nó nói nó đi lấy tiền gì cho vợ nó đó. Nó nói thôi tía về đây rồi con qua con thăm. Rồi nó có qua không? Trời ơi, nó nói vậy chứ cả năm nay nó đâu có thăm lơm gì mình đâu. Thiệt là ông con ơi, với cái. Thiệt là con với cái ông thấy hả? Chưa? Đó, ông nghĩ mà coi tôi với ông đã lo cho con nên chồng nên vợ. Thân già tướng đâu đã hết nỗi lo âu. Nhìn lại nhà ta càng ngày càng thêm suy sụp.
con nó ra riêng nào có nhờ cậy được đâu. Chỉ có thằng Tùng là đứa thương mẹ thương cha, mà ông lại hết lòng mắng chửi rầy la. Bà phải biết, sợ con nó hư nên tôi mới dạy, chứ nào phải khó khăn hay là ghét bỏ gì đâu. Nhưng mà tôi giận nó đó, tôi giận cái thằng gì mà nó có cái tánh nghinh ngang. Trời ơi, gương mặt thì lầm lầm lì lì, trông thật là ứa gan. Vợ chồng thằng Mai thì dư để dư ăn, còn con điểu hả, thôi hết nó nổi. Nó hư sao mà hư cả chồng lẫn vợ, hết gạo hết tiền tụi nó cứ chạy qua đây. Nhưng mà nó là con mà, mình rầy nó thì rầy, chứ bỏ qua sao đặng. Nên tôi khuyên ông, ông hãy thương đứa con khổ cực, có công thằng Tùng nó nuôi dưỡng vợ chồng ta. Biết rồi, nhưng mà tại vì cái mặt nó lầm lầm lì lì, tôi ghét rồi tôi la vậy thôi. Chứ anh la... chị Hai có nhà không, anh chị Hai ơi? À, chú Tam, chú Tam, chú ơi vô đi chơi, chú có nhà nè. Khỏe chị Hai? Trời ơi, lâu quá mới gặp chú. Dạ. Sao chú, có công an chuyện làm gì không? Lâu lâu quá thăm anh chị vậy dạ. Mà chú Tam ơi, bà, ông bà. À, bà ơi. Dạ. Vô ly trà, nấu trà cho chú Tam uống. Trà đâu còn nữa không? Trà cũng hết rồi. Dạ thôi được rồi, để tôi rót nước lạnh. Trời cho. Trời, nó cơ nhà cửa. Thôi khỏi chị Hai, em qua thăm anh chị nước nôi chi cho nó phiền. Thôi được rồi, à. Bà vô trong bà lấy nước lạnh uống cũng được. Bà ơi, nó dạ. Nói này bà nghe nè. Dạ. Bà coi ra còn khoai sắn gì đó bà nấu cho tôi ăn đỡ đỡ đi, chứ dạ. Tôi đói bụng quá. Dạ nha. Được, được rồi, để tôi vô tôi nấu. Chú Tam ngồi cho dạ. Chú Tam. Ôi chắc chết quá. Anh Hai lúc này khỏe không anh Hai? Khỏe lắm, nhà không còn lon gạo. Thánh địa ơi, tính qua mượn đỡ anh vài lon gạo ăn đỡ bữa nay, ai về đó anh còn mạc hơn tôi nữa. Mà sao gặp anh lần nào anh cũng than chết anh Hai. Mà phải rồi, bị lo bù đắp cho ba đứa con của anh cho nên nghèo sặc máu chứ gì. Nào là vợ chồng thằng Mai, vợ chồng con Điểu, vợ chồng thằng Lộc. Tôi thấy trong đám con của anh á, chỉ có một mình thằng Tùng á là nó có hiếu, nó biết lo cho anh chị. Còn mấy đứa kia không ra đám ôn gì. Mà tôi nghĩ tôi tức anh chị quá à. Con cái lớn rồi, dựng vợ gả chồng cho nó xong rồi, nó yên nơi yên chỗ rồi, nó tự lo cuộc đời tụi nó chứ. Hơi đâu mà lo hoài vậy. Bị anh lo hoài cho nên nghèo sặc máu cất đầu không nổi. Anh Hai. Rồi. Em có chuyện này muốn bàn với anh nè. Bàn đi. Bây giờ anh đi với em một chuyến đi. Cơm mà không có ăn ở đó đi chơi. Anh cứ đi với em một chuyến đi mà. Đi đâu? Đi ăn trộm. À, anh Hai. Nói vậy. Nguyên một chiếc ghe lường chở đầy gạo trắng đậu dưới bờ sông á, mà em theo dõi rình rập cả tuần nay rồi. Thằng cha chủ cha ngủ ở trên bờ, ở dưới ghe chỉ có mấy đứa nhỏ à. Mà cha ngủ ở trên bờ ha, em đã theo dõi rình rập em còn biết. Mỗi đêm cha thức vẫn có 12 giờ đêm đi tiểu có một lần. Em còn biết cha đứng ở chỗ nào cho tiểu nữa. Khoan, khoan, tôi hỏi lại. Một chiếc ghe lường đầy gạo. Đầy gạo á? Chỉ có mấy đứa nhỏ ngủ dạ. Thôi. Còn anh... cái ông kia thì ông ở trên bờ. Ở trên bờ. Chà, trên bờ mới là nguy đó nghe. Anh Hai ơi, có phước thì làm quan, có gan làm giàu. Bây giờ mình khổ quá, mình xuống dưới, mình giác anh em mình mỗi người vài bao gạo về cho đỡ khổ. Trời ơi, chú nói sao mà nghe dễ dàng quá vậy? Anh ơi, em đã theo dõi rồi, có gì em sẽ chịu cho anh Hai à. Bởi tôi thương anh còn phận già với nhau. Bị mấy đứa con mà anh cứ chịu nghèo hoài. Chỉ có thằng Tùng anh thấy là đứa có hiếu. Nhưng mà ngặt nỗi mùa màng thất bát liên miên, mình sắp chết đói ra nơi rồi anh Hai à. Họ có gạo nhiều hả, mình mượn đỡ, mình ăn. Em nghĩ cái chuyện này nó cũng không có khó khăn anh Hai à. Bây giờ chú tính sao được á, thì chú làm. Nhưng mà tối nay chú đợi chú ở đâu? Tối nay ha, anh ra mấy bờ sông phía sau chùa ông á, anh đem theo. Mà thôi khỏi, anh đi tay không đi. Anh cứ yên tâm đi, em đã
coi đâu đó xong xuôi chỉ việc như lấy đồ trong túi vậy. Nhưng đó. Mà anh yên tâm đi, thằng này là tứ cố vô thân, có gì em gánh em chịu hết cho anh. Anh đi theo em đi là yên tâm hết anh hai. Nhưng mà anh đừng có cho chị hai biết anh hai. Em về nha, đúng tối nay nha. Chú ơi, tâm đi mà anh hai. Chú ơi, tôi chú đợi tôi với chùa ông phải không? Sao tôi hồi hộp quá vậy? Thôi kệ, đói quá. Một liều ba bảy cũng liều. Trời ơi, thồ bích chí à. Trời ơi, sao lâu quá vậy? Nãy giờ em chờ anh lâu lắm hả? Trời ơi, tự giờ em ra em chờ anh lâu lắm đó. Em sợ ma muốn chết anh ca mấy bài rồi đó. Sao lâu quá vậy anh? Ủa, mà anh gì mặt anh buồn hiu ạ? Sao anh buồn vậy? Nói cho em nghe đi. Anh buồn chuyện nhà quá em à. Anh buồn chuyện nhà? Mà chuyện gì? Nói nghe đi. Nhà thì túng bấn, mùa màng thì khô hạn hết. Anh làm đầu tắt mặt tối cũng không đủ tiền để nuôi cha mẹ già. Mấy anh chị của anh á, người khá thì cha mẹ không có nhờ được, còn người nghèo á, cha mẹ lại phải bù đắp thêm. Mà cha anh lúc này đã đau yếu hoài hả? Anh không biết làm cách nào để lo cho cha anh nữa. Đã vậy á, mà mấy anh chị của anh nó cứ theo báo hại anh với bác hai hoài hả? Lan à, dạ. Giàu mà khổ cực cách mấy để vui lòng mẹ cha anh đây chẳng từ nan. Nhưng anh à, nhưng anh chỉ sợ cha mẹ buồn phiền thêm nhiều lo lắng. Em cùng sống trong cảnh đời túng quần, biết lấy gì giúp bán buổi hàng gì. Mười mấy năm em sống cạnh bên gì, chị quá bùa còn em thì côi cút. Anh định sớm muộn gì anh cũng phải lên thành thị anh làm ăn. Anh ra tỉnh hả? Anh chia tay giữa lúc sương giăng đầu núi, bên sông quê sài ngủ dưới trăng tà. Để cho hai ta được đẹp vui hiền lành, để bỏ những ngày chia ly diễn cách nơi xứ người chờ đợi nhớ mong. Hiện nay anh chỉ là một kẻ chân lắm tay bùn, suốt tháng quanh năm ta phải tìm những miếng ăn, là phải đổ biết bao nhiêu dòng nước mắt. Lời hẹn ngàn năm em vẫn giữ, nhưng ngày tao phù gặp lại hãy còn xa. Lan ơi,
mà khuya sớm đợi chờ. Hãy chờ tình chung em nguyện chẳng phai mờ. Anh ra đi tâm tình còn gửi lại mái tranh nghèo sớm tu làng xưa. Ngày nào anh vững vàng tìm được chỗ mưu sinh để cho cha mẹ khỏi buồn lo sầu tuổi. Phải Lan ơi, ngày nào anh đây vững vàng sự nghiệp, ngày ấy anh mới tròn bốn phân tam cai. Anh đi chốn cô buồn mang mát, dòng nửa phù sa sông gần. Kẻ ở chân mây người biển xứ, ngậm ngùi cứ ngỡ giấc chim bao. Chiều chiều em nhớ thương nhiều, chiều chiều em nhớ thương người em đợi chờ ai trên bến cô liêu và lòng lần lần dường dấn mãi câu hò. Mình hẹn chờ nhau dù xa cách bao lâu và nguyện mối duyên đâu. Anh ơi mấy tiếng tiếng đứa chưa cạn lời tâm sự, thì thắp toan giữa dòng khuya rơi rụng cánh hoa ta. Mà nè, anh nói vậy chứ chừng nào anh đi vậy? Ngày mốt anh đi. Trời, hẹn ra đây cái mốt đi liền vậy hả? Trời sao đi mau vậy? Em biết hoàn cảnh anh như vậy thì anh phải đi chứ ở đây làm sao được. Mà em giờ anh em đi. Em đừng có buồn ha. Anh dạ. Đi lâu lâu anh. Mà em nói anh nghe nè, mốt anh đi phải không? Anh chắc chắn mốt anh đi để em xào mắm ruốc đem theo cho anh ăn nha. Trời em trộn vô mắm cho anh đem theo anh nha. Em xào chuối khô cho anh nữa nha. Thôi bây giờ để em vậy. Anh nói nghe, ăn uống chi nhiều vậy? Cậy lên trển coi gì chứ không có tiền cũng đỡ lắm. Nha. Cái thôi giờ em đi về để dì em trông nha. Ở nhà em đừng buồn nha. Buồn chứ nhưng mà thôi kệ cũng ráng chứ ha. Thôi em về nha. Em về rồi cái nhớ nha chưa? Nè mở dây giùm em đi. Em nói nha đi là phải cho em hay nha. Em mà ra em mà không em đem mắm ruốc là mà không có anh em dẫn đó nha. Đi nha, đi. Về nha kia. Chạy đi bạn hai ơi. Rồi phát hiện rồi chạy bỏ đi. Bỏ lại đi chạy cho nó. Bỏ đi ông ăn trộm vợ của người ta ha. Ông ăn. Cha, Tùng ơi Tùng. Trời, Tùng ơi. Cha lỡ đi ăn trộm. Trời. Cha đi ăn trộm gạo người ta vậy. Cha đói quá cha làm càng. Trời đất ơi. Con ơi, thôi con đi đi. Trời đi. Người ta sắp tới bây giờ cha chạy con đi. Để con ở đây con chịu cho. Cha chịu được. Cha đi đi để con lo mà cha. Con ơi cha nghe cha đi đi. Đi cha, để con lo cho. Đó, đó, đó. Không, đây nè. Ê, nó đi rồi, trời ơi, nãy ôm được nó quánh luôn, nó bỏ chạy. Mày hết, trời ơi, Tùng. Trời đất ơi, tưởng ai xa lạ rồi mày. Anh hết rồi, không có nguyệt nguyệt ở trắng rồi mày. Em nè, anh Nguyệt. Trời đất ơi, mày hết đường rồi. Anh xa lỗi cho, chú, tha lỗi cho chú. Ê, ai chú cháu cho mày. Tía tao bạn trộm tao cũng bắt như thường đó. Quân pháp bất dị thân nghe mày. Như chú. Ê,
tên họ gì? Chú nói ơi, đi làm rapper mày. Chú ơi, quen quá bà con mà chú. Mà không biết, hồi đó khác, bây giờ khác. Bữa nay mày phạm tội là khác. Tên gì? Cháu tên Tùng. Tùng? Gì Tùng? Dạ, Châu Phương Tùng. Châu Phương Tùng. Dạ. Tên đẹp quá ha. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, đi ăn trộm. Đẹp quá. Đúng rồi. Tướng là tướng học trò mà. Bộ giò ăn cướp nè. Làng nào, khóm nào, nói. Dạ. Để tao làm rapper. Trời đất ơi, quen quá, chú hỏi gì kỹ vậy? Ê, sao biết tao quen với nó mày? Thì thấy chú vô nhà uống trà hoài, thường thường chú đi ngang chú ghé, rồi tưởng chú quen. Vô nhà nó là quen đó, sao mày? Chú vô nhà không quen. Chà, tao để ý mày rồi mày. Gì nữa đây? Ê, tao hỏi thiệt mày nghe. Cái vụ ăn trộm này mày có liếm láp gì không mày? Đừng có giỡn chú. Trời đất ơi, chú kêu bắt ăn trộm mà chú nói liếm láp gì? Tao mà đi giỡn với mày hả? Làng xã đi giỡn với mày hả mày? Vậy chú nói vậy chú nghe được không? Sao không được? Bây giờ tao khuyên mày nè. Tôi sao? Tao làm việc với mày nè. Ê, họ gì nói mau mày? Trời ơi, tên họ tôi chú rành quá chú hỏi nữa. Nhưng mà tao muốn chính miệng mày nói kìa. Nói đi, là rapper. Rapper làm chi vậy? Rapper để tao lấy ăn xăng rồi băng chi chi mày. Này, họ gì? Tôi họ La. La gì? La làng. Mày muốn la làng thì về công sở tôi cho mày la làng. Cứ bay lôi hai cái gì mà lãng á. Nói là rộng bị đất là lãng nhất à. Con ơi, Tùng ơi, Tùng. Tại vì ba mà con phải tù tội. Trời ơi, tại tôi hại con tôi. Hại con tôi. Anh hai ơi, chờ em nói chuyện với anh chút xíu. Anh hai đi giữ về anh hai. Anh hai, anh hai. Trời ơi, sao tao mệt với mày quá đi. Anh hai đi đâu mà em kêu muốn chết rồi. Đi đâu vậy? Mày đi, tao đi hồi trước mày lăn theo như cái thùng phi mà lăn theo tao vậy đó hả? Anh hai đi đâu vậy? Tao đi đòi nợ chứ đi đâu. Thế vậy hả anh hai? Mày đâu hả? Để theo kiếm mày. Em đi sớm. Vậy hả? Anh hai có tiền, anh hai cho em mượn vài đồng đi, mà bố không trả cho tao anh. Tao mới giỡn với mày đó mày. Không có, không nói chuyện. Tao biết cái thứ là trận đường, trận xá mượn tiền nghe không? Không có. Tao đi công việc làm xui hiểu chưa? Dạ. Ừ. Ê. Dạ. Mày hay tin gì chưa? Dạ, tin gì vậy? Trời ơi, ba bệnh không đại không hay sao? Ủa, ba bệnh hả? Ừ. Ủa, nghe ba nói bà mạnh sân sẩn thì em mới thăm ba đây nè. Ủa, gặp ba nào? Em thăm ba 7-8 tháng trước nè. Trời đất ơi trời. 7-8 tháng trước mà bây giờ ba bệnh mà mày nói vậy? Có dạ. Thể là tuổi già sức yếu rồi. Có thể là nay bệnh rồi mai đau. Không biết trường được, mày hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Anh, vậy anh cứ thăm ba chưa? Tao cũng chưa nữa. Vậy sao nói tôi? Không rài tao mắc công việc, đi đòi nợ cho chị hai mày, cho chị ba mày, tao đâu có đi được, thấy không? Nhưng mà tôi cũng mắc kẹt công chuyện, tôi đâu có đi được. Hẹn chuyện gì? Tôi hẹn, tôi mắc đầu chén với chị Bãi Tèo. Tao giọng xuống mày lục nữa bây giờ đây nè. Mày đi đánh bài mà mày thăm cha mẹ mày không thăm rồi mày còn nói vậy nữa hả? Anh hai ơi. Gì? Mà anh liệu coi ba có qua khỏi không vậy anh hai? Nếu mà ba mà có chết á, anh hai nhớ kêu tụi nó đem cái cối xe bột qua cho em nha anh hai. Nữa mày nữa. Mày vậy nữa. Trời đất ơi, mày phải có hiếu với cha mẹ cho mày, ba mới bệnh là mày muốn trụ ba chết là ông sao? Không phải, hôm đó em dành cái cối xe bột rồi. Thì đồng ý rồi, nhưng mà ba còn sống là mày phải sao? Giả tỷ như mày có xây bộ thì tao cũng phải là cái bộ lương hương, phải không? Ừ. Đó, cái lộ lương hương chứ ghe tam bản là phần thôi thôi anh. Thôi chứ ghe tam bản để cho ông Tùng đi, anh lấy nó chửi anh đó nghe. Làm gì tao gom được cho mày nói chuyện gì vậy? Thì anh là anh lớn, anh lấy bộ lương hương anh thờ cha mẹ được rồi. Ờ. Ê, anh hai ơi, ông Tùng nó ở tù đó, nghe nói mấy tháng rồi nó sắp ra rồi phải không anh hai? Thì nghe rồi, nghe sắp ra mà không biết chừng nào. Nói thiệt với mày á, có đứa mà em tội nghiệp đâu chán. Ba nghiệp gì mày ơi. Sao đứa cho em như vậy nó làm mất cái danh giá của gia đình mình, mày thấy không? Tao mà làm ông gì lớn rồi thằng Tùng nó chết với tao. Nói thiệt với mày. Dạ chào anh hai, chào chị ba. Ủa em đi đâu vậy Lan? Dạ em trời ơi em đi qua thăm ba. Thăm ba tôi hả? Dạ bắt đầu nặng lắm. Vậy hả? Dạ bắt nhậm nấu cước nè. Chị biết không? Sao? Bởi cách đây 2-3 bữa trước em có qua thăm ba. Thấy ba tôi sao vậy? Thì em ơi trông thấy ba trai đang mê man trên đường.
cô Lan đó, ba của tôi không có cái bệnh gì ngoài cái bệnh là ông uống đủ say say xỉn hoài bệnh đó thôi. Thôi bây giờ em kiếm này chị ba em về đi, đi chị đi đi thăm với em không đi thấy không có mắt bận không chị em không đi được vậy không đi được thôi em đi rồi nha. Nè Lan Lan nè em cho chị gửi cho má chị 5 đồng này nha, nói má chị mua gì cho ba chị ăn đi. Chừng nào mà ba chị chết rồi cho chị hay nha. Nè còn anh hai ở trong đó luôn đó, em đi qua nói chung hai anh em. Đâu có cái này của tôi cho bộ thì cứ đi đi cô Lan đi đi, thôi, đi không đi, cái này của em à thì làm cái dữ vậy. Cái này này của tôi nha Lan, cái này em nói là của tôi nha anh. Làm gì vậy thì... tiền của tôi xa anh biểu chung trong đó thì chung đó đi, mai mốt tao trả lại mày. Không dám đâu, mượn anh không cho tự nhiên cái của ta anh chung chung là sao. Thì cứ kể vậy đó, mày cứ nghĩ anh em là mày phải thông cảm. Không anh em gì hết trơn trời á, cái mặt của anh tôi biết quá mà. Mày đâu nữa đó, mày đâu hả? Tôi mắc bận. Bận gì nữa? Tôi đánh bài đang kiếm tiền để em về cho má tôi. Trời đất ơi, trời đánh mày cho mày nói cái giọng đó hả? Đỡ rồi, trời đánh tôi đỡ hơn, anh sợ vợ quá trời đất luôn. Trời đất ơi, trời đất ơi, con này càng ngày nó càng lì lợm, nó càng giỡn mặt với tao. Mày đó không có hiếu với cha mẹ là có ngày trời đánh mày, tao nói thiệt với mày á. Ba bệnh là không đi thăm, mà tối ngày có lo cờ bạc không à. Mày cái con là con bất hiếu. Ủa hình như mình chửi mình rồi ta. Bây giờ con lấy cái tiền này đi để trừ cái tiền thuốc của con. Bắt kỳ quá à, không giận con giận à. Thôi, cái xìu dưới bếp đó con. Cảm ơn nha Lan. Đứa nào nói chuyện đó bà? À, con Lan không à. Bà đỡ tôi vậy. Dạ. Con Lan nó đi xách thuốc, rồi nó về sau bếp nó xách thuốc cho ông. Bà ông ơi, thôi ông nằm ông nghỉ chắc đi ông. Chắc tôi không còn sống được bao lâu thôi, nữa ông bà. Đừng nói vậy mà ông. À, ông nằm đi. Sao tôi mệt? Ông nằm đi. Bữa nay nó làm mệt tôi nhiều quá. Ông ơi. Bà ơi. Dạ. Tôi ráng bữa nay tôi nói hết chuyện này cho bà nghe. Ông nói chuyện gì vậy ông? Ông nằm ông nghỉ đi, ông đừng nói nữa. Con cái, trai có gái có, đau nằm liệt giường liệt chiếu, không có đứa nào léo hanh tới. Hồi còn tráng kiện, mạnh đứa nào đứa nấy tới rút rỉa, thương con hãy lo bù đắp cho con. Ngày gần chết không có đứa nào tới thăm. Thôi ông ơi, con cái nó bạc bẽo như vậy mà ông còn nhắc đi làm gì nữa không? Bà ơi. Dạ. Tôi thương là tôi thương cho thằng Tùng. Bữa nay tôi nói hết chuyện này cho bà nghe. Thằng Tùng nó ở tù quan. Thằng Tùng nó ở tù quan sao vậy ông? Bữa đó bà nhớ tôi đi làm ruộng về đói bụng quá, biểu bà nấu cơm, bà nói hết cơm. Tối đó tôi đánh liều tôi đi ăn trộm gạo với chú Tam, bị chủ ghe dí. Thằng Tùng nó đứng ra nó chịu thế, cho nên nó bị bắt ở tù mà người ăn trộm chính là tôi đó nè. Ông đi ăn trộm, thằng Tùng nó ở tù quá. Bà nghĩ coi, con thì đông, trong nhà thì không dư giả. Bởi vậy bị thằng Mai con điểu thằng Lộc nó bò rút. Nhà nghèo quá cho nên tôi đánh liều tôi làm một cái chuyện tồi tàn như thế này. Bà ơi, nhắc chuyện năm xưa tôi thêm buồn bốn phận làm cha. Đứa thương đứa ghét nên con mình sầu khổ tiếc tha. Rồi năm tháng tôi qua mấy đứa con nó có chồng có vợ, mà mình phải đắp để đưa phải chịu tội tù. Ông ơi, thằng Tùng chịu cành lao luôn để thế tội cho ông.
ngày mang hàng cũng gần kề, mai mốt nó trở về. Ông mang lòng dương bình, đừng tư lự mà đi. Tùng ơi, bà sắp chết mà không thấy ông đừng con. Nói nữa ông. Bác ơi, bác, con sắp thuốc cho bác rồi nè. Bác uống đi bác. Không chừng bác uống cái chén thuốc này rồi cho bác khỏe cái anh Tùng anh về à. Mày uống đi bác. Mày dạ. Hả? Con Lan, con Lan. Lan hả? Lan, dạ. Ờ, Lan con. Dạ. Con chờ Tùng phải không con? Bác ơi, ông hai ơi, đứa mày. Ông ơi. Chắc ông đừng bác. Chắc tao con còn sống tới ngày đám cưới hai đứa mày. Con tự nhiên nó làm mệt quá. Trời ơi, con về rồi. Người ta đã thả con rồi. Tùng ơi, anh ơi. Con là Tùng, con về với cha đi cha. Tùng đâu? Con về cha, con không thấy ai hết. Con đi với cha. Cha. Ba Tùng. Cha. Ba ơi, nó sao vậy ba? Ba ơi. Ba lần tám là 24, 204, 608, 427, 102 rồi. Đúng rồi ha. Bây giờ vậy đúng ha bà ha. Ờ à, đúng bây rồi. Bây giờ về nghe mấy cái nhỏ nhỏ bà lo nghe. Mấy cái lớn là tôi lo ha. Rồi. Ủa mình không ăn điểm tâm sáng rồi đi. Thôi ăn gì nữa, bà với má ăn đi. Rồi tôi trưa về ăn cơm ha. Má ăn rồi. Vậy hả? Bà ăn sáng là thấy bà nít gối sôi tổ chản luôn vậy nè. Trời ơi, ăn mà ăn bà lanh nít như kia vậy. Rồi còn cái chuyện của tôi nói với mình đó, giờ mà tính làm sao đây? Chuyện gì nữa, tính cái gì? Bà nói tôi nghe, tính cái gì? Thì cái chuyện báo cho chuyện gì? Tôi thiệt mình nghe tôi rầu mấy bà già quá trời đất luôn vậy đó. Tôi nói mình không biết mình buồn, chứ má của mình bà làm biếng dễ sợ luôn vậy đó. Trời đất ơi, ăn nó rồi thấy bà lướt qua lướt lại cho nhảy bộ dáng ngủ. Bởi vậy ăn nói vậy đó, già cả lớn tuổi rồi làm việc thì mỏi lưng, lên bộ dáng nằm nghỉ chút xíu rồi má làm việc tiếp. Bà sẽ nhiều cái bà thiệt nhiều cái bậy bạ ghê á. Bậy bạ cái gì? Bây giờ mày không nói với má đó, qua nhà con Điểu và thằng Lộc gì ở đi. Còn cùng lắm mà lên tỉnh thành nó ở với thằng Tùng đây. Trời ơi, cái thằng đúng là cái thằng con bất hiếu à. Nghe không? Có bà mẹ già nuôi con nổi, đẩy qua đẩy lại cho vợ chồng mình gánh nó ra à. Hồi đó đó, nhà mình đi chợ ngày có 15, 16 đồng à. Từ ngày có bãi về đã ở đi chợ tới 20 đồng. Ăn đi, ăn với bà tàn mạc luôn. Trời ơi, bà la gì dữ vậy đâu má nghe làm sao? Thì thủ thẳng đi rồi, cái từ cái gì đó cũng phải từ từ nó tính. Tôi nói bà nghe nè, bà đừng có gây gỗ ôm sùm. Để nghe, Tùng nó về nè, để rồi coi làm sao gửi cho nó. Đây nè, đi chỗ khác đó rồi sao được, thấy không? Má đang ở với mình. Tôi nói mình nghe, mình đừng thắc mắc làm chi. Bà già bà ở tại đây vài bữa rồi đi. Mình nói chi, bà nghe bà buồn. Tôi đã nói với mình rồi, tôi không ưa mấy bà già. Nhưng mẹ của tôi bỏ cho ai? Mình cứ nghe tôi gửi bà qua chú Thầy. Mình nói cái gì đâu, mình nói nó tùm lum mà làm cho tôi thêm rối. Rối gì đâu, mình sợ ai chê cười. Cười sống cười trời. Rồi cái gì, có ai cười mình thì để tôi chịu cho. Chứ mình để bà trong nhà nè nha, có ngày tôi bà có chuyện cho mình coi. Nữa bây giờ nói chuyện tôi với mình nè, nói qua nó lợi nó cũng có chuyện. Có chuyện gì? Tôi dằn là sức dằn là có hạn, có chuyện gì? Sao? Bà đừng có chọc tôi giận nha. Bà từ nãy giờ cứ tôi tôi nói không nghe mà cứ có chuyện. Thôi giờ tôi không nói chuyện này nữa, bây giờ tôi hỏi bà nè. Nè, cái tiền mà 300 thằng Tùng nó gửi cho má bà đưa má chưa? Cái gì? 300 của thằng Tùng. 300 gì? Tiền gì của bà mà đưa? Trời đất ơi. Cái tiền đó là tiền của thằng Tùng nó mượn tôi, nó trả cho tôi. Bây giờ xong tự nhiên biểu đưa cho bà rồi đưa sao? Bà nó nói gì kỳ cục vậy? Cô Lan nói là cái tiền này là tiền của thằng Tùng nó gửi về cho má ăn trầu. Không lẽ mỗi chút má mỗi xin tiền hai vợ chồng mình hay sao? Thế bà nói gì kỳ vậy? Kỳ cái gì? Tiền vô túi tôi là của tôi, chứ không phải của ai chơi lấy gì tôi trả. Trời ơi trời. Thiệt thì tôi giờ không nói chuyện mà đó. Nói chuyện với bà đồng hồ là có chuyện là má ở nhà rồi rắc rối. Giờ tôi đi. Tôi đi là trưa tôi về mà bà chưa đưa má 300 là cái lúc đó mới có chuyện thiệt. Tôi nói với bà vậy đó. Trời, cái này ngộ nha. Ngộ thiệt là ngộ, tiền của tôi không tự nhiên mà biểu đưa cho bà. Tiền gì mắc mới đưa cho bà chứ. Hả? Lấy cuốn sổ mà đi đòi tiền được chứ. Làm gì tôi nói thiệt bà đừng có hung dữ với tôi. Thì tôi đi đó. Ngon hả bà?
Con à. Hả? Má nghe Tùng nó có viết thơ về hả con? Có. Mà nó viết cái gì tôi coi tôi không hiểu gì hết trơn á. Cái thằng con học uổng tiền à. Có cái thơ viết cũng không rành coi tôi cũng không biết cái gì hết trơn á. À má nghe nói Tùng nó có gửi tiền về cho má ăn trầu có không con? Hả? Má có cái tật hay hỏi này hỏi nọ, thấy tiền là hỏi à. Má biết cái tiền đó là tiền gì không? Gì? Tiền nó là tiền của thằng Tùng nó thiếu tôi. Hồi nó đi nó mượn tôi 200, bây giờ nó trả vốn lại là 300. Chứ tiền gì của má mà để tôi đưa cho má? Không phải, má không có kêu con đưa. Nhưng mà má tưởng thằng Tùng nó có đi làm thì nó gửi tiền về má cho con. Rồi bây giờ cho má đi trả tiền cho má thiếu tiền trầu á. Trời ơi, cái này má thiệt là ngộ à. Mỗi ngày tôi mua trầu cho má ăn. Bây giờ má muốn ăn ngon, má mua thêm thì má làm gì má làm, má muốn trả gì má trả. Tự nhiên sắp biểu tôi đưa tiền trả làm sao? Già rồi, thấy tiền áp vô. À, tại vì má nghe con la má vậy tội quá à. Má nghe má hỏi con vậy còn không có thì thôi. Chứ sao bây giờ má thấy tới tiền là má hỏi tới tôi liền hả? Tôi thiệt với má nha, tôi không nói thì thôi mà tôi nói là má nói tôi lớn tiếng nói này nói nọ với má đó. Má thấy không, cái họ hôm đó đó má rửa chén, tôi mới năn nỉ tôi nói với nó má là má ơi má làm ơn má có rửa chén mà để nhẹ nhẹ giùm cho con để mẻ chén của con tội nghiệp đó. Không, tôi nói có bao nhiêu đó hả? Má tức giận tôi má không nói, má để má xô con tôi té lội tay rồi má thấy được không? Con ơi con đừng nói vậy tội nghiệp má con, tại vì má thấy cháu của má té má đỡ mà chứ má đâu có xô. Con ơi cái gì? Chứ không có tự nhiên đi rồi tự nhiên té mình vậy hay sao? Má làm nó té thì má nói lại là má làm nó té đi. Thì thôi, nếu mà má có làm cho cháu má té thì má nói. Chứ còn má đâu có phải má nói thêm nó bớt làm gì. Đó, sao? Sao má con nói vậy không? Tại sao tôi thương má mà má không biết thương tôi vậy? Hả? Con Thảo nó là con của tôi với anh Mai. Chứ đâu phải tôi ngoại tình người ta rồi mà tôi lấy nó mà đẻ nó ra rồi mà má nói như vậy. Hả? Bây giờ má liệu đi, má ở được thì má ở, còn má ở không được hả má dọn qua bên con Điểu thằng Mai vậy. Tôi không cần biết, đi đây đi khỏi nhà tôi đây. Dù sao con cũng còn có chút lòng thương mẹ, nhưng tại vợ con nó hỗn hào quá quá nên con phải đành nhắm mặt bỏ qua. Con ơi tưởng nhờ con an ủi thân già, khi đau yếu được bát cơm manh áo, phòng cơ giường nghi đại lao, nuôi con lớn khôn là để nhờ cây về sau. Con ơi sao con không nhớ câu dưỡng dục cổ lâu, để cho mẹ phải ngắm sầu nuốt tôi. Ngày hai bữa tương rau dưa muối, lắm khi mẹ nhai cơm mà nước mắt của mẹ cứ mãi tuôn.
trang. Ngày con còn đỏ hòn nằm cửa quẩy trong núi, cùng mạnh làm mẹ vui cũng đau mẹ buồn rầu lo lắng, ngủ không yên giấc ăn chẳng biết ngon, mẹ gian dai giống bà phụ hộ cho con được mạnh lành khôn lớn. Chẳng đã mẹ phải về ở với con, con ơi mẹ già rồi mẹ không còn tần tảo gánh gồng gì cho được, muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ tiếng ngã chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã mẹ phải về đây nhờ con bác cháu anh quần tấm áo trong cây cơn gần đất xa trời. Vợ không quăng ra mẹ da khâu mẹ mặt, vợ chồng của con thì mắm cao cổ đầy ăn trên ngồi trước, để cho mẹ một mình ở nhà bếp, một chén cơm nguội một dĩa muối tiêu. Vậy mà vợ con nó bảo với mẹ rằng già rồi không nên ăn dầu ăn mỡ, ăn muối tiêu cho có chất mặn. Mẫu tử mẹ vẫn luôn luôn tha thiết nặng nề. Ơi mẹ có đi rồi con hãy nhớ câu cha mẹ già mất là khó khăn, còn cái đau can thường thì không. Hai đi đâu vậy bác hai? Bác đi qua nhà của con Điểu. Ủa vậy hả? Bác chơi vài ngày. Thôi con có cái gì con qua con chơi với bác nghe, bác đi nghe con. Bác
Bác ơi, hôm bữa đó đó, anh Tùng anh gửi về 300 đồng. Chị Mai chị đưa bác chưa? Ủa, sao bác khóc vậy? Có chuyện gì bác nói con nghe đi. Chuyện gì vậy? Tại 300 đồng nó mà vợ Mai nó đuổi bác đi. Sao vậy? Nó nói tiền đó là tiền của thằng Tùng trả cho nó, chứ đâu có phải tiền gì của bác đâu mà bác xin. Trời đất ơi, cái chị này chứ nói trịch thượng dễ sợ vậy. Tiền ta gửi về cho má anh ta nói tiền mình. Trời ơi, mặt chứ dữ vậy anh chứ mượn tiền chị. Mà bác à, thấy tình cảnh của bác con cũng biết làm sao nữa. Con cũng buồn lắm. Thôi mấy bác qua nhà chị Điểu bác ở đi nha bác. Dầu sao thì con gái cũng đỡ hơn á. Thôi được rồi, để bác qua nhà anh Điểu bác ở nha con. Dạ. Rồi vài bữa con qua chơi với bác nha. Dạ. Ý, mà bác qua bển bác đi bằng gì? Bác đi bộ. Đi bộ? Không sao đâu con. Trời đất ơi, đây đó đường xa cũng bộ mà, trời nắng gì đi cũng được đâu. Không được đâu. Không sao đâu Lan à. Cùng trong túi thì đầu đuôi vẫn vẹn chỉ có 3 đồng. Bác hai cầm lấy đi cho cháu được vui lòng. Đường xa nắng gắt, bác cầm đỡ số tiền này đi xe ngựa cho nó đỡ mỏi chân. Bác ơi thân già nua bác chịu cầm cô đơn bởi dấu con. Cảm ơn con. Dạ bác đi nha bác. Ê bác đi bằng gì? Y quên hỏi rồi. Xe ngựa. Đi chứ đâu ai đó. Trời ơi bãi tèo đi chị ơi. Chị bãi tèo hả? Ơi qua lẹ lẹ chị. Có tay rồi hả? Trời ơi thiếu mình chị nó đủ tay rồi đó. Còn thiếu mình tôi hả? Ơi qua lẹ nha. Ơi chờ tôi nha. Đừng có cho ai vô rồi. Cho tay vô nốt con chơi nữa nha. Má ơi má. Má con, ơi. Gì con? Má. Má quét nhà hả má? Má quét nhà rồi lát nữa xong rồi cái má nấu giùm con nồi cơm đi. Rồi con đi sớm chút xíu con về liền. Chừng nào con về? Chút xíu con về má nấu cơm con về con ăn với má nha. Má ăn cơm với con. Chờ tôi cái chị bá tẹo ơi. Được rồi. Được rồi. Chết hết rồi phải không? Thằng Sĩ ăn rượu đâu rồi? Hai đứa nó đi học rồi con. Hai đứa nó đi học. Mua đưa tao nửa lít tao ăn cơm coi. Học cái gì? Học ở đâu? Làm gì học? Học ở đâu? Học trò hả? Ê, sao mà biết? Con vợ tôi đâu? Nó đi sớm rồi. Sớm nào? Nó nói nó đi... Sớm trên hay sớm dưới? Nó nói nó đi... Sớm trong hay sớm ngoài? Chứ bà nói sớm sớm rồi, biết sớm nào mà kiếm. Hả? Rồi tại sao mà không biết chứ? Ở trong nhà này bà là người lớn tuổi, rồi bà không biết thì bà ở đây bà làm cái gì? Bà dẹp cái chổi giùm tôi đi. Ở ra là bà quét hoài. Bà quét cũng sạch nhà, sạch cửa rồi quét nữa. Tôi đã dặn bà hoài, trước khi dọn cơm hay là ăn cơm, không có quét nhà, không có khạc nhổ, mà bà lại ăn trầu và phun phèo phèo hoài, đặng cho vi trùng nó đáp vô đồ ăn, ăn đặng rồi mất dịch chết hết rồi.
Rồi bà đi đâu hả? Tôi nói rồi bà đi đâu mà tôi không xứng đáng mặt nói với bà phải không? Bà coi thường cái thằng rể đu đủ này hả? Được rồi, để đó bà sao bà nói chuyện, giờ kiếm con vợ cái đã. Bà con ơi, làng trên xóm dưới, xóm dưới làng trên, có thấy con vợ tôi không, kêu nó về giùm tôi. Nó là con điểu. À, con điểu cà bạc. Mà cái tên cúng cơm của nó là con đà điểu. Bớ ba hồn chính vía. Con đà điểu. Tôi là cha. Trời ơi, đạt chỗ tùm lum mà. Đó, mày về đó hả? Rồi sao? Bộ mày chưa mắc dịch hả? Gì mắc dịch? Mày chưa bị mắc dịch cúm mà mày chưa còn. Cái gì chửi tôi dữ vậy? Mày đi hoài. Hở ra là mày đi. Hở ra tao đi khỏi nhà là mày xách cái. Xách gì? Đít mày đi. Vậy chứ để đít nhà làm gì mày? Mày đi cờ vạt, mày cờ vạt hoài, mày liễu hồn. Liễu hồn gì? Đi mày... thì thôi à. Coi chừng á. Về cái mắt khét à. Mày coi chừng là tóc. Cắt cái đường lương thực của mày. Cái gì? Không rứa tiền mày đi chợ. Có mày cờ bạc nữa này. Cắt đi. Cắt đi rồi nhịn đói cả lũ. Trời đất ơi, không rứa tiền tôi còn mừng nữa à. Coi mẹ con mày làm gì đó. Mày làm, mày nhịn đói. Mày lấy tiền mày đó, mày đi chợ. Tôi không có tiền. Không tiền hả? Trời ơi. Mày nói mày không tiền sao ngày nào mày cũng đi cờ bạc hả? Mày nói không tiền tại sao mày còn rước mẹ mày về đây mày nuôi vậy? Trời đất ơi, ông nói chuyện vậy mà ông được, ông nói được hả? Má, má muốn vợ chồng mình ra về đây là ở với vợ chồng mình. Chứ má già rồi má ăn bao nhiêu đâu. Mà ông nói như vậy rồi má tôi nghe rồi tôi nghiệp cho tôi không? Không bao nhiêu nhưng mà mọi thứ một chút. Ai lo cho nổi. Thời buổi này lo hai bữa ăn là muốn hụt hơi rồi, thấy không? Rồi bây giờ làm sao mà nuôi nổi bà? Thời buổi này cái gì cũng mắc, cái gì cũng mua. Hồi trước á, tao với mày ở đó, lo hai bữa ăn là muốn chết rồi. Bây giờ có bà, nào là trầu, cao, vôi, thuốc. Ăn trầu mà không xỉa thuốc, bộ mắt dịch hay sao? Trời ơi, cha ơi. Ăn trầu mà còn xỉa thuốc. Nín giùm tôi cho chút được không? Xỉa thuốc mà phải thuốc rê trảng. Chứ thuốc thường xỉa nó lạc. Nó chịu nổi rồi. Trời đất ơi. Đó, ai tướng tao với mày ở chỉ cái mùng là đủ rồi. Bây giờ có bà, phải tốn thêm cái mùng. Phải mua thêm cái mền. Rồi tốn thêm cái gối. Trời ơi. Dạ mày bà đặt nằm gối rồi. Trời ơi, làm ơn nít cái miệng vô mông cho tôi được không? Chết chiếu. Lớn tuổi mà ta nằm mẹ với giường ta cạ qua cạ lợi cho nó đã ngứa. Nằm chiếu chi. Lắm ơi, nói hoài à. Nói gì? Tôi hỏi ông là vậy cho mẹ của mình biết bỏ cho ai? Mẹ mày không phải mẹ tao. Thế mỗi lần đó, ông ăn nhậu đó say về đây không cự giữa cằn nhằn. Trời ơi, tuyết lỗ tai trời. Mày hay nói cho bà nghe. Chẳng phải tao ghét bỏ gì. Mày cãi tao làm quá là tao đi. Đi đi. Thôi gạo lúc này là 10 lít là 60 đồng. Đầu gạo vôi thuốc là 23 lần. Tháng nào ta cũng phải quơ vào. Rồi còn đem bà về đây báo tao. Trời ơi, thiệt thật cái ông này. Ông đi nhậu tối ngày. Rồi bây giờ đây, về đây. Ông chửi ông mắng tôi phải không? Tôi nói thiệt với ông nha, tôi không có nói chuyện với mấy cái thằng trai với ông đi. Trời cái gì? Mày làm quá mà. Khác quái. Trời ơi, mày coi trời mưa hay sao nó ướt mặt tao đó mày. Mưa ông nội mày chứ mưa. Mày khác vỗ tùm lum mày nói mưa hả? Dột hay sao đó, nhà dột. Má ơi. Con má. Dọn cơm ăn đi má. Mày coi nhà dọn sao mà dọn lại. Chồng có gì sao nói không nói sao? Tối ngày đi ăn nhậu mà. Ê, cuộc đời trời.
Nè con. Dần dần đây rồi mày, bộ mày đuôi cho mày không thấy. Mày không mời tao ăn cơm, mời má mày ăn cơm trước mày. Ê, ở trong cái nhà này bây giờ tao thấy mày coi má mày trưởng hơn tao à. Ê, mày coi má mày lớn hơn tao phải không mày? Hả? Thấy không? Ừ. Sao mày không kêu tao ăn cơm trước mà mày mời bà trước? Hả? Con mời cha con chơi. Nín. Đồ cái thứ mày là thứ ngu. Mày ăn nói lộn đầu, lộn đũa vậy hả? Mày kêu bà bằng má, rồi mày kêu tao bằng cha. Như vậy mày định mày cáp đôi tao với bà hả? Mày điên hả? Mày điên cái gì? Mày nói má tao nha. Chứ sao cái đó tại mày cũng có đồ hết hả tao? Mày ăn nói ngu hả? Trời đất ơi, cơm nước về mà ăn uống cái gì được nè trời. Tôi đã dặn hoài à, nấu cơm là phải ngồi canh, chứ giao cho ông Táo rồi sống ăn sống, rồi chín ăn chín, khét ăn khét thì làm sao mà ăn được trời. Má nấu đó chứ không phải tôi nấu đâu, đừng có nói. Má nấu ai nấu cũng vậy hết trơn. Mà tại sao mày không nấu? Tôi mà để cho bà già nấu. Tôi bắt mời không chịu, tôi không nấu được. Mày đi cào bạc rồi mày đổ thừa mày để cho bà nấu. Hằng ngày thì má không nấu với ai nấu. Cơm xong có chút xíu chứ có gì đâu mà ăn không được. Ồ, cơm vậy tao ăn không có được. Ăn không được thì thôi. Không, không thì thôi. Mẹ, không cần ăn khôn mà. Tao đi kiếm bãi xỉn, tao nhậu nữa. Không cần ăn khôn mà có chết rồi. Đừng nói mà. Trời ơi, trời ơi. Trời đất quý thân ơi, xuống đây mà coi là trời ơi, sao chị con nó ăn vỗ cho sai người về, nó khóa vô bà cửa, trời ơi, mày chơi con đứa cô tác mà nó xô đổ vậy làm sao trời ơi, mày chơi. Mà đây nè, bà đây, bữa nay mày đang mày đưa sao, về bên cắn mày mày à. Có con cách đáng giật mày mà trời ơi, mày ơi. Sao chứ khó mà đối xử với bà tôi vậy trời ơi. Trời ơi là trời. Má, má ơi. Má ơi, má đừng có để ý mấy thằng sai nữa má. Má đừng có buồn nữa má ơi. Nếu má xuống làm sao mà lấy cái chén mắm kho ăn hôm qua còn rồi má. Má ăn đỡ đi. Để con ra trước con ăn tô hủ tiếu mì cũng được. Mày giết tao đi bà ơi, con chó nè. À, con đi ba làm cái chuyện à. Này má để cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó làm, má làm chi? Ba cái chuyện này con dặn má rồi. Được rồi, để má làm. Má lây quay rồi chóng mặt nó lại khổ nữa. Má nằm hoài má cũng bệnh lắm con ơi. Làm cái gì thì nghĩ cho con nó khỏe. Con đi làm má hả? Trưa con có về ăn cơm không? Bữa nay con qua con bàn công việc cái mấy ông chủ hãng ở bên nhà máy á má. Ừ. Chắc có lẽ trưa nay con không về ăn cơm đâu. Trưa không về má hả? Má ăn cơm với vợ con đi nha. Ừ. À, chiều con về luôn. Ừ. Sao con hả? Con thấy má gì đâu mà sao cái lừ đâu có được. Không có đâu, đây nè, hồi sáng má quét nhà má lượm được cái nè. Ở đâu đây? Má quét nhà rồi bây giờ trưa không về. Trưa không về sao má? Con thấy má mệt quá vậy, hồi sáng giờ má có ăn uống gì chưa? Có, má có chiên. Chiên cái gì? Ba cái cơm chiên nó khô khóc mà làm sao má nuốt được. Mà con dặn má rồi thì con mua sữa đó, thì má nói thằng tí đó mỗi sáng má khuấy cho má ly sữa má uống. Có. Bây giờ má xuống má kêu nó khuấy cho má ly sữa đi rồi má kêu lên con biểu. Má kêu thằng tí lên. Dạ. Rồi trưa con không về luôn. Con không có về nha má. Tí ơi. Má ăn cơm vợ con trước đi. Tí à. Tí đi ra cậu kêu rồi con.
ba cái thư này sẽ gửi tới gửi lui hoài, dặn dò cái chục lần mà sao ba này kỳ cục á. Tí ơi, Tí. Trời đất ơi, làm gì gây với nó làm chi vậy? Chứ ai kêu nó vừa phải thôi chứ. Có đồ ăn của ai, đứa đứa nào nó ăn chứ, tự nhiên con dao rồi. Cái tô cơm nguội con mới vừa bới để ra đó à. Có đứa chơi cái mỏ nó vô làm hết nửa tô à. Rồi còn nửa tô? Còn nửa tô con giành lợi chứ. Con giành lợi rồi con làm cực khổ rồi con ăn chứ. Con phải giành lợi con ăn chứ. Con lấy dao với nó rồi. Con nói là đồ của ai nó ăn, đồ của mày tao có bây giờ tao rới không? Tự nhiên đồ ăn của tao sao mày rới? Trời ơi. Phải cự nó chứ, phải la nó chứ. Rồi nãy giờ mày có khuấy cho ba ly sữa chưa? Dạ con đâu có nghe bà nói. Xuống khuấy cho bà một ly sữa là lên đây tao biểu. Dạ xuống khuấy cho bà ly sữa. Khuấy liền đi. Vừa phải thôi, chút xíu mày đợi tao nửa tô cơm như mày, vừa phải thôi à. Tôi có cậu thôi, tao gây lộn mày hoài luôn. Hết chuyện rồi, đi gây lộn với heo rồi là ăn chung với heo, cái thằng này sao nó làm riết coi không được nữa rồi. Dạ cho cậu cho con xin tiền mua sữa. Tiền gì? Tiền mua sữa. Sữa một lần tao mua cả thùng phải mua một hai hộp đó mà tự nhiên mày xin là gặp mày là xin. Chắc mày uống lén là mới hết chứ làm gì bà uống lẹ quá vậy? Dạ không có, con nói thiệt mà đó, cậu không tin cậu đi xuống dưới bếp coi coi không còn hộp nào hết trơn hết trọi. Rồi hết thiệt rồi phải không? Dạ hết trơn hết trọi rồi. Lạ rồi nghe. Dạ. Tí. Dạ. Biểu. Lúc này ít khi tao ở nhà, mày thấy mợ mày đối xử với bà như thế nào? Trời ơi, cậu hỏi con mới dám nói nha. Trời ơi, mợ con đối xử với bà tử tế lắm cậu ơi. Mày ví dụ một vài sự tử tế của mợ mày đối với bà cho tao nghe coi. Dạ ví dụ như mới đây nè, cậu mua cho bà cái mền len mới để bà đắp đó. Cái bà đắp đâu được hai ba bữa, cái mợ mới lấy cái mền đó mợ cất, mợ đưa cho bà cái mền cũ. Mợ nói gì nè, già cả rồi đừng có đắp mền mới đó, nó còn lông đó, nó dính vô người ngứa. Trời ơi, thì mua đắp đi chứ kỹ lưỡng làm gì mà đem cắt cái mền mới để mền cũ cũng như không. Đâu có, tại vì mợ thương bà đó, mà mợ sợ bà ngứa. Thương cái kiểu kỳ vậy, là còn gì nữa không vậy? Dạ, còn nữa. Chuyện gì? Cũng như mới đây nè, cậu cho bạn 100 đồng để bỏ túi, để dành có xài gì xài đó. Cái đâu mới vừa bỏ cái sáng chiều lại cái mợ mượn. Mà nói cho mợ mượn đi chứ già cả rồi đó, đừng có bỏ tiền vô trong túi rồi cái hồi hộp sợ mất đó, rồi nó sẽ phát sinh ra cái chứng bệnh tim, mà già già thì thường hay bị tim thòng lắm. Trời đất ơi, nó cái gì mà kỳ cục không có thể tưởng tượng được. Không phải mợ con tử tế với bà, bữa nay tao cho mợ mày biết tay tao. Dạ. Rồi còn chuyện gì trong nhà nữa không? Đó. Mày biết tất cả những chuyện gì mình nói tao nghe bữa nay. Cái đó bây giờ mà cậu cho con mới dám nói nè. Nói đi. Giống như mà mấy cái hộp sữa mà một thùng sữa cậu mua về cho bà uống đó. Bà mới uống có 2-3 hộp vậy đó, cái mợ lấy mợ bỏ vô tủ mợ khóa lại hết trơn hết trọi đó. Mà mợ nói vậy nè, giờ bà già cả rồi, cái đường ruột yếu lắm, đừng có uống sữa vô nhức răng. Trời ơi, uống sữa mà nhức răng. Thì ta mợ tử tế với bà, mà mợ sợ bà nhức răng. Rồi còn chuyện gì nữa không? Sao bắt con nói hoài vậy? Mày cứ việc nói hết những cái chuyện gì mà mày biết ở cái nhà này nữa tao nghe. Con tao nhận. Cho phép mày nói. Con nói rồi. Bữa nay có tao ở nhà cứ nói đi. Con nói rồi, mợ tử tế với con sao? Không có sợ gì hết trơn á. Nói. Con sợ mợ tử tế với con. Nói. Bây giờ cậu cho con nói hả? Nói đi. Vậy là bữa nay cậu cho con bà tám bữa ha. Rồi. Bây giờ con bà tám với cậu nha. Rồi nói đi. Cậu biết không, đây nè đó, cũng như từng lễ nay cậu đi đâu có về đâu, cái có bữa đó cái bà giống như là nhức đầu cái bà ăn cơm không được, cái tối lại cái làm như là bà xót ruột á, cái bà đói bụng bà mới lục đục xuống dưới nhà bếp á để mà nấu miếng cháo để ăn lót dạ, không biết vô tình hay sao vô ý gì đó cái tô á bà cầm gì nè già cả chắc lẽ rung rớt xuống làm cái rổn gì đó. Đó, rồi cái mợ trên này nè, mợ nghe cái rỗng cái mợ bắt đầu cái mợ liếc xuống sao vậy nè, đó, liếc, cái mợ nói vậy nè, cái nào đó bay, cái nào làm đổ bể gì nhà tao đó, nhà tao không phải nhà ba chức chủ rồi nha, đồ của tao hả toàn là quý giá không hả, làm bể hả cạo đầu khô đền cho tao à, trời ơi tự nhiên đâu à, như là ở nhà tôi ở à, bực mình quá đi, nhà này tôi là chủ hay là mấy người là chủ? Dạ đây chủ nè, ở đây chủ còn con ở đây là con đầy tớ. Nói xấu gì tao đó thằng khốn nạn. Dạ không, con không có nói xấu gì mợ, con nói mợ tử tế lắm.
Vô đi. Dạ con cảm ơn. Hên quá mà không tử tế với con, hên quá. Em sao mà có má nhà mà em lớn tiếng chi vậy không biết nữa à? Nãy giờ nó nói lén gì tôi đó. Cũng đâu có nói lén cái gì đâu. Thì lâu lắm anh không có ở nhà, thì lâu lâu cũng phải hỏi cha mẹ có ăn uống rồi ngủ nghe ra làm sao, sức khỏe thế nào vậy thôi. Anh cứ hỏi vậy thôi à. Mà sao mình không hỏi tôi? Tôi là cái người trực tiếp săn sóc lo lắng cho má. Hỏi tôi không hỏi, hỏi nó biết cái gì mà nói. Tôi á, thì lúc này ít khi ở nhà, nhờ mình săn sóc miếng ăn giấc ngủ cho má. Anh Tùng thì anh đi làm ăn xa, anh mới gửi gắm má lại cho mình. Mình nói bậy. Anh Tùng mới đi làm ăn xa, anh gửi ba má lại cho anh chị hai nuôi, chứ có gửi gì cho vợ chồng mình mà mình nói vậy. Thì anh đồng ý là gửi má lại cho anh hai, nhưng mà anh hai chị hai lại không có thương má. Thì mình có bổn phận thì mình cũng phải ráng lo cho má. Anh nói cho mình nghe nè, cha mẹ đã già rồi, mình ráng mình lo cho má ngày nào á, thì cũng như là mình trả cái thảo ngày nãy cho tôi, giúp giùm cho tôi đi. Mình hơn nói niếp, má mạnh cùi cùi vậy đó, cầu hai ba chục năm nữa cũng chưa có sao nữa. Trời ơi, thì cha mẹ mà mạnh là em thấy mừng chứ, tại sao em lại nói như vậy? Anh nói cho em nghe nè, cha mẹ đã già, tôi biết gửi cho ai, cho nên bổn phận của kẻ làm mà sai thì tôi phải lo đáp đền em à. Anh Tùng ảnh đi làm ăn nơi xứ lạ, còn gửi tiền về lo cho mẹ, còn vợ chồng mình thì dư để dự ăn. Mình phải lo phụng dưỡng cha mẹ già đi em à. Mình chớ bằng lòng nghĩ suy về chuyện ấy, thì anh lo đủ thứ chuyện đó thật. Bởi cha mẹ nào thì cũng như cha mẹ nấy. Đó, mình nói vậy là tôi bớt lo rồi đó. Ít nhất phải được vậy. Mình ra đi làm ăn khuya sớm, chuyện nhà thì mình cứ để mặc em. Mình chớ mình phải đưa cho em gấp 500 hả? Gì? Để một lát nữa đây em chạy đi mua trầu cao cho má. Trời đất ơi mình ơi, trầu cao mà mình mua một lần có tới 500 đồng bạc. Mình nói nghe nó quá lạ đi mình à. Trời ơi, tại mình không biết á, chứ mỗi ngày mang ơn sơ sơ. Trời ơi, trăm tiền trầu ở chứ bộ à. Ăn trầu mà nó ngốn. Mà như anh nhớ là hình như là tuần rồi anh có đưa cho mình 500 mấy. Trời ơi, tiền chợ với tiền trầu á, thì cái tiền nào phải tính ra tiền nấy. Trời ơi, mình lo chung giùm cho anh đi, cái tiền cái gì mà lo cái gì nữa. Nuôi mẹ nuôi cha mà sao mình cứ ke re cắt sắt quá à. Không có phải ke re, nhưng mà tôi nói cho thôi, bây giờ á mình phải đưa cho chờ đợi mình lâu. Khổ ghê á, không ở nhà thôi mà gặp mình không bữa trước bữa sau cũng tiền, mà không từng trước từng sau cũng phải tiền. Khổ tâm đủ thứ chuyện, mình không có chừa tôi được một cái gì hết trơn á. Trời á, cái nè, bây giờ còn nhiêu nè, lấy hết đi rồi lo cho má giùm tôi có đi được không? Chán quá thì thôi. Nói đùa với mình vậy thôi, chứ mình nên nhớ cái nhà này là ba má em cho vợ chồng mình, chứ đâu có phải nhà của mình đâu. Thôi, được rồi, anh nói đùa chơi chút xíu cho nó vui thôi, chứ anh đừng có giận anh nghe không. Anh biết mà, anh hiện bây giờ cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu căn nhà này phải không? Cái này mới quan trọng nữa nè, đừng có dội cười. Cái gì đây? Ai gửi vậy? Ai gửi cho mình vậy? Ở đâu mình có cái này? Thì sáng má quét nhà nè, má lượm má đưa cho mình đó, cho anh đó. Mình ơi, sao mình hay ghen bóng ghen gió bóng mà. Gió gì tôi nói là mình. Cái này của ai không?
bạn học cũ của em. Học lâu rồi không gặp thì nó viết thơ thăm em vậy chứ. Thăm sao được, nó có chồng mà thôi, thăm hoài bông. Mình hứa tôi bao nhiêu lần rồi, một lần là lần cuối cùng, nếu còn một lần nữa thì sao mình, thì tôi tôi sao? Thôi mình hứa với anh nghe chưa, để cho anh đủ sức đủ tâm mà ra ngoài anh làm ăn với người ta. Dạ. Bây giờ ở nhà trưa nay không về ăn cơm được, mình ở nhà mình lo má giùm cho anh nghe chưa. Anh đi liền nghe chưa. Dạ. Nhớ dứt khoát cái vụ cái thơ bỏ cho anh nghe chưa. Hứa là phải nói nghe chắc cho anh á. Dạ. Ừ. Má ơi. Ơi con. Má. Má làm gì đằng sau vậy má? Má định xếp mấy cái đồ đạc phơi lại. Thôi má để đó đi, má chẻ giùm con đống củi đi, chiều có củi nấu cơm nha má. Khoan má ơi, má vô phòng ngủ của con á, má lấy hết quần áo má giặt rồi má ủi má để sẵn đó cho con nghe. Rồi con. Khoan má, má kêu một tí lên đây giùm con chút đi má. Kêu một tí ha. Dạ. Tí ơi. Tí à. Đi lên mở biểu rồi con. Mày sợ gì tao mà núp lén nó thằng khốn nạn. Ra dạ, biểu mày. Dạ con sợ mợ tử tế với con. Ra biểu. Mợ ơi, con xin mợ thương con, mợ đừng tử tế với con tội nghiệp con ơi, mợ ơi. Hồi nãy tao thấy mày nhái tao hay lắm mà. Dạ đâu mày nhái lại tao coi coi. Dạ không có, con không có dám đâu mợ. Làm tao coi. Không mà con cậu kêu con đó mà con nói con. Lên. Đứa nào đó bay, đứa nào làm gì sao nhà bếp đó. Trời ơi, làm đổ bể đồ của tao là đền cho tao à. Đồ của tao đồ quý giá không à hả? Hay là mà không đền cho tao cạo đồ khô đền cho tao đi. Ở đâu tự nhiên đi lết vô nhà tao ở à? Vừa phải thôi chứ. Đi hết đi, nhà này tao là chủ hay là mày là con. Vậy giống quá. Con thấy con làm đâu có giống. Giống. Con thấy là không giống. Xuống mày. Quỳ xuống. Mợ ơi, tội nghiệp, mợ tha lỗi cho con sợ con lỡ dạy lần này mới mốt con dám nữa mợ ơi. Má ơi. Ơi con. Má lấy giùm con cái chổi lông gà đi má. Ôi dạ. Quỳ xuống mày. Mợ ơi, mợ thương con mà. Mợ đừng đánh con tội nghiệp mợ ơi. Mày mốt nằm con, sát xuống mày. Mợ mốt con không dám gì nữa. Nằm sát xuống. Dạ con không dám nằm sát xuống. Tại sao? Con sợ bị dập. Dập cái gì? Dạ dập cái trứng gà. Nè, trứng gà nè. Ở đâu mày có cái trứng gà này? Dạ cái này con rình con ăn cắp con mợ á, để con luộc cho bà ăn. Vậy là mày thêm cái tội ăn cắp nữa. Hai tội cộng lại tao phải đánh mày 30 roi. Mợ ơi. Nhưng mà tao đánh mày 1 roi đi dằn mặt mày thôi. Mợ ơi. Nằm sát xuống mày. Dạ. Ây da, trời ơi, trời ơi. Ê sao tao đánh mày mà mày còn cười vậy mày? Trời ơi con đâu có cười đâu trời. Con khóc nội tâm mà. Đứng lên. Ui ra gom củi đem vô bếp hết cho tôi, lẹ lên. Con xin lỗi mợ từ gà tới con không dám gì nữa. Ui à, trời. Cái gì vậy? Hột gà nó có tấm lòng ghê vậy đó. Gớt cái bụp gì mà không bể. Bể thì có ở đâu mà luộc cho bà ăn. Lẹ lên mày. Dạ. Má ơi. Con mời má ngồi, con muốn thưa với má một chuyện. Được rồi, để má đứng, con cứ nói đi má nghe. Con nói đi rồi má nghe. Má ơi, má biết cái này là cái gì không? À, hồi sáng má quét nhà bắt. Thôi, của tình nhân tôi gửi cho tôi đó. Rồi ai dám làm gì tôi không? Thấy má bơ dơ trơ trọi, đưa má về để tá túc. Tưởng sao, tôi nuôi ông tay áo. Già rồi, đừng có nhiều chuyện. Giờ bà cũng chưa biết bà phải đi đâu. Tí ơi,
Tí phải ở đây nha. Tí ở đây tí lo cho cậu, tí cũng phải lo cho mợ nữa. Mợ ơi, mà đừng bỏ con đi bà ơi. Đáng nghe con. Bà ở đây với con đi bà. Bà ơi, thấy bà đi mà con đứt từng đoạn ruột, thương cho thân già tóc bạc răng lâm, đi không yên mà ở cũng không có xong, đi cơ cực ở lại càng thêm cực, dâu tệ bạc con trai thì bất lực, gái bơ thờ gặp rễ lưu manh. Bà ơi, thân bà giờ đây như trái chín trên cành, ai chăm sóc cho bà những lúc bà ốm đau yêu. Bà ơi, bà sanh con ra làm chi cho có đàn có lũ, mà giờ đây bà phải chịu cảnh cô đơn trong những cơn nắng sớm mưa. Cứng như là trái dừa khô vậy đó. Mà con bị mà hai con á, bà dội nè, bà dội nó gấp gấp vậy đó. Bây giờ bà rờ coi nè, nó mềm nhũn như là trái dừa gan. Bởi vậy cho nên bà đi rồi, chắc vài ngày nữa con cũng đi luôn. Thà là con bắt chước cậu Tùng con, dãi nắng dầm sương mà tâm thân con được nhẹ nhàng thôi. Bây giờ cái chuyện nuôi má này nói sao? Trời, nuôi má gì thì má tôi cũng đem trầu cao qua cưới hai người vậy. Bây giờ tôi tự nhiên cho nhiều ghê vậy. Có đôi bông u cứ kể hoài à, cho tôi có cây kiềm mạ kể lễ hoài à, thấy ghét quá. Thì bây giờ hai người không nuôi thì tôi nuôi chứ có gì đâu. Thì đúng rồi. Thì giao cho Tùng chứ tôi không có nuôi được. Trời đất ơi. Sẵn có anh hai đó, cái ý kiến anh thế nào? Anh nói cho anh nghe đi. Tao đại diện cho con vợ tao là đồng ý bán mấy đất hương quả rồi ra chia vậy thôi. Tại sao mà bán đi được? Anh là rể mà làm gì có quyền đại diện mà bán cái đất này kỳ vậy? Rể nhưng mà rể sao, rể sến nó ăn sâu lắm rồi. Sâu có gì kỳ vậy mà sâu? Đừng có gây, đừng có gây. Bây giờ muốn gì về nhà tao nói chuyện đi. Rồi, dứt khoát vậy đi. Đi. Rồi. Chị Lan ơi, chị Lan. Chị Lan. Trời ơi. Chị đi mà em chạy thôi chị không kịp luôn vậy đó. Đi nhanh quá trời đất nữa nghe nè. Hôm qua sao chị không đi qua bển về thăm bà vậy? Trời ơi, hôm qua đó bác đi xuống hái dâu cho bà dì Mười. Dạ. Sao bác khỏe không? Trời ơi, chị biết con hôm qua đó hả, bà bị một trận mưa lớn thiệt lớn, mưa tầm tã luôn ha, dột ngay chỗ bà nằm vậy đó. Em mới thấy gì em mới chạy ra sao cái bờ ao á, sao á em đốn mấy cái tàu dừa nước về che cho bà nằm đỡ. Mà chị biết không, phải chi lúc này mà có cậu Tùng ở nhà ha, cậu Tùng lo cho bà, cậu Tùng thương bà dữ lắm. Ê, nói nghe nè, hôm nay chị có được tin tức gì của cậu Tùng không vậy?
chưa? Trời ơi, nếu mà tôi biết chỗ nở tôi gõ cho anh cái dây thép rồi. Gõ dây thép mà nào giờ chị có gõ không? Chưa. Biết gõ không? Biết cái dễ ở kha nghe. Sao? Nói dễ ở kha. Sao sao người ta nói nếu mà mình muốn cần cái gì cái mình ra cột đèn á, cái mình gõ cho bên kia người ta nghe. Cái gì ngộ ha. Vậy là bữa nào mà chị đi gõ dây thép á, chị cho em đứng kế bên cột đèn, em ghét lỗ tay vô chị gõ cốc nha, em nghe nha. Ừ, nghe người ta nói vậy đó. Ủa, đi đâu vậy chị? Bây giờ chị định đi đâu vậy? Đi chợ. Bây giờ bữa nay mình tính mua gì cho bác ăn đây? Thì em thấy cũng như mua như mọi hôm vậy đi chị. Tương trao tà hủ dưa leo vậy đó. Mà chị phải nhớ mua nhiều, thiệt là nhiều nha. Chị dạ. Thì để chia cho mấy người nghèo ở chung quanh đó. Nhất là ông Từ á, chị biết ông Từ Nghiệp cũng mấy bữa nay ông đói cho em thấy mặt ông hốc hác, cứ thương lắm nè. Bây giờ còn phần em nè, em sẽ đi vòng vòng ra phía sau vườn, hai lá về nấu một nồi xong. Đúng rồi đó. Bà bị cảm nặng vì cơn mưa đầu mùa đó. Nè, lá xả nè, lá chanh, lá bưởi, lá bồ bồ, lá ngũ trảo, nhớ không? Rồi em nhớ rồi. Thôi bây giờ chị đẩy em đi ha. Hãy nói nghe nè, chị đi chợ nhớ mua dùng chai dầu. Dầu gì? Dầu nhị thiên đường. Không có sông thập được không? Không được, phải là nhị thiên đường, bởi vì bà thích nhị thiên đường nha. Đừng có mua sông thập nha. Rồi, đừng mua sông thập mà em sức đó. Đi Lan. Trời ơi, anh Tùng, trời ơi, dèo nào vậy nè, sao cho hay. Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Trời ơi. Sao, em đang khỏe luôn phải không? Khỏe. Má anh khỏe luôn phải không? Má anh còn ở bên nhà anh chị hai phải không? Anh ơi, bác đâu còn. Sao? Má anh sao? Dạ. Má anh. Bác. Má anh sao? Má anh. Anh làm gì vậy? Má anh. Anh làm cái gì vậy? Cái gì mà anh rung vậy? Em nói má anh. Thì em nói má anh không còn. Không còn tất nhiên là không có còn. Không còn ở nhà anh hai nữa. Trời ơi, làm tôi hết hồn vậy. Sao em nói thẳng luôn, nói ngắn ngang chi vậy? Đâu phải, tại vì hồi nãy em nói má anh không còn, tất nhiên là em đang xúc động. Cái má anh không còn ở bên nhà chị hai tại sao vậy? Thì tại ý mà thôi. Không, nó không được đâu. Tại sao nó không được? Tại sao nói không được? Nếu mà em nói ra đó thì em nói là em là một con người nhiều chuyện. Mà từ đó giờ em không bao giờ em nhiều chuyện. Mà nếu mà em không nói thì làm sao hiểu được cái câu chuyện như vậy. Mà theo ý anh á thì anh em phải làm sao? Theo ý anh á thì em nên nhiều chuyện đi. Hả? Mình nhiều chuyện mà người ta biết được cái rõ câu chuyện thì mình cũng nên nhiều chuyện chứ. Cái này chuyện tốt phải nhiều chuyện. Mà em nhiều chuyện một lần thôi nha. Em nói cho anh nghe. Anh hai của anh á là một người đàn ông vô tâm nhu nhược, còn chị Mai là một nàng dâu hỗn hào độc ác, không kể chi đến cha mẹ bên chồng. Anh biết không, cái năm ba hôm á em qua thăm bác một lần. Một hôm nọ vợ anh Mai kiếm chuyện đôi co với bác hỗn hào rồi đuổi bác ra đi. Dọc đường em thấy bác, em hỏi bác đi đâu, bác nói qua nhà chị Điểu. Nhưng mà bác ở nhà chị Điểu đâu có được bao lâu. Trời ơi, anh Mạnh anh sai xưa, tao em về em đuổi bác đi. Bác ôm gói qua nhà của anh Lộc, nhưng vợ anh Lộc là một nàng dâu hỗn hào nữa. Bác lại phải ra đi đến ngã ruột ở bên đường. Cũng thời mai em và anh Tý thấy vậy, mới đem bác về ở đầu với mấy hiên đình đó. Tội nghiệp má anh quá. Anh làm đi anh xa, anh gửi ở nhà má anh cho anh chị, mà bây giờ xảy ra như vậy. Anh đâu có ngờ cái chuyện mà nó tác tệ như thế này được. Ý hình như này là vợ chồng anh Lộc tới kìa. Nè, không giờ để em vô bụi chuối em trốn với ổng nha. Gì đâu mà trốn gì em vậy? Em nấp ở trong em. Anh đừng có nói là em nói chuyện với anh, đừng nói em nhiều chuyện rồi, nha. Rồi, em yên anh tâm mà đấy. Nói em chối đó nha, không? Em không có nhiều chuyện, đừng nói em chối. Đi, lẹ đi, lẹ đi. Ủa? Anh Tùng, anh về. Trời ơi, hồi nãy anh khỏe. Anh Tùng ơi, trời em mừng quá. Anh lớn quá vậy. Anh về nào anh Tùng? Lộc. Dạ. Má đâu? Má. Anh nói cái gì? Tao hỏi mẹ má đâu?
Trời ơi anh ơi, tại má biết á, má già rồi má đổi tánh đổi nết, vợ chồng em chiều chuộng má hết. Thì nín đi, tôi không nói chuyện với Thiết. Tao hỏi mày má đâu? Thì em cũng nghe nói là má. Mày không biết má ở đâu à? Tao đi làm ăn xa để kiếm tiền về nuôi má. Tao gửi má lại cho anh chị với mày. Bây giờ trở về hỏi má đâu mày không biết à? Mày còn là con người nữa hay là có cái? Mày có thấy loài quả kia không? Mẹ nó già còn biết tha mồi về núi mẹ. Còn mày, mày làm gì để cho má lang thang với tôi nổi khi về già? Công ơn mang nặng đẻ đau, 3 năm bú môn cực khổ không biết chừng nào. Nuôi con nên dây nên dốc khi trở về già, để nhờ con săn sóc dưỡng nuôi. Vậy mà trong khi mày vui vẻ với vợ con trong chăn em nệm ấm, thì má phải lang thang ngoài nắng mưa sương gió. Mày không xứng đáng là em của tao, mày không xứng đáng là con người nữa. Anh Tùng ơi, nghe những lời mắng nhiếc của anh, em mới thấy được rằng em là một đứa con vô cùng có lỗi. Suốt ngày chỉ biết lo cho con xinh vợ đẹp mà lại quá vô tâm với đấng sanh thành. Từ lúc anh đi làm thuê nghi làm mướn ở Sài Gòn, tháng nào anh cũng gửi tiền về lo cấp dưỡng, rồi dặn anh chị em ở dưới này phải lo săn sóc dưỡng nuôi. Nhưng anh hai thì cái tánh lôi thôi, còn chị ba thì lại có cái máu ham mê cờ bạc. Còn vợ chồng em thì bận trăm công nghìn việc nên má bỏ ra đi, không biết nghi tử hồi nào. Anh Tùng ơi, chồng em nói đúng đó, tại anh ở xa anh không biết, chứ vợ chồng em lo lắng cho má hết sức. Thì nín đi, tôi không muốn nghe Thím nói nữa. Ai nghĩ coi, một đám con đứa nào cũng thịt bắp dai mà không nuôi nổi một người mẹ già luôn. Vậy thì làm sao ngước mặt nhìn bà con cô bác? Anh Tùng, anh Tùng ơi, em có thể nằm xuống đây để cho anh trị tội thế nào cũng được, nhưng anh hãy để cho em đây được tìm gặp mẹ rồi anh sửa sao qua em cũng vui lòng. Anh Tùng ơi, em ân hận lắm, để em kêu tài xế lấy xe đi kiếm anh về. Em nhanh đi. Nếu bữa nay hai đứa mà không tìm được má thì hai đứa mày xe chiếc tay tao. Em đi liền. Dạ, thôi để tụi em đi liền. Chị Lan, ôi trời ơi, trời ơi. Ôi, tí, mày cậu Tùng phải không? Cậu Tùng, cậu về nào vậy? Trời ơi, mừng quá trời quá đất. Ủa, mà cậu gặp chị Lan chưa vậy? Gặp rồi. Trời ơi, gặp rồi hả? Trời, chắc hai người gặp nhau mừng nói chuyện rồi chứ lắm. Ý, trời ơi, gặp ở đây mới nhớ nha. Trời ơi, chết rồi, bây giờ hai cậu đi liền đi. Cậu hai hen, mợ hai, rồi cô ba, dượng ba. Tao nói hai vợ chồng, mà cặp nó gây lộn với nhau như là mổ bò vậy đó. Nhưng mà gây chuyện gì mới được? Nghe nói gây lộn gì, ví dụ chia gia tài đất đai gì đó. Trời ơi, bây giờ hai đứa đi tìm má về lập tức. Đi. Dạ, đi. Ủa? Mà biết má đâu tìm bây giờ? Má đâu bây giờ anh? Con biết. Ở đâu? Mày biết. Con với chị Lan đang nuôi bà. Ủa vậy mày hả? Đứa ba. Dạ. Thôi mừng quá em ơi. Bây giờ hai đứa bay đi theo nó, rước má về. Dạ, dạ. Tao qua nhà anh chị hai. Em nghe lại anh liền. Dạ. Đi. Thôi không gì ấm, sợ quá. Sợ quá.
Giờ nói gì nói đi, sao ngồi im lặng vậy? Đó, bây giờ cô ba, chuyện ba nói vậy đó, ý của mình sao thì bây giờ mình cứ nói đại ra đi. Nói cái gì đó, bây giờ tính đi, tụi bay tính sao? Mình biết cái gì? Miếng đất đó đó. Miếng đất đó là của để là hương quả, hiểu không? Miếng đất là hương quả mà đừng có tính chia chác cái gì hết trơn, cái trời không có bán cái gì hết, suy nghĩ cho kỹ đi. Trời đất ơi, hãy nói tới là anh nói là đất hương quả, đất hương quả. Bây giờ tôi hỏi anh nè, đất hương quả nó bao nhiêu mà anh không chịu bán chứ? Tôi khổ quá mà. Thì thôi bây giờ anh theo ý của ba, dựng ba bán phước cho rồi đi. Bán cái gì mà bán? Má ông già còn nằm ở trong đó mà bán cái gì? Xin lỗi này, tôi xin có ý kiến. Tôi xin đại diện cho con vợ tôi có vài lời phi lộ. Nhà của tao không? Ơi, nhà của tao hả mày? À, bây giờ nhà có thì nhà của anh. Cái điều quan trọng nhất á, là bây giờ coi cái bên mua họ đồng ý mua không? Họ đồng ý mua thì mình cứ việc bán mẹ đó đi. Mã mồ nó nằm ở đâu nó vẫn còn nằm y đó, chứ đâu có ai kêu mình đào mồ cút mã cha mình lên giờ chỗ khác đâu mà sợ. Vậy thôi. Trời ơi, anh không có biết đâu. Anh hai anh có hiếu lắm. Mà không biết có hiếu với ba hay là có hiếu với chiếc ghe tam bản hay là cái miếng đất của anh chồng. Mày đừng có ăn nói vậy, có chuyện nè mày. Chuyện gì? Sao bây giờ là cô ba, dự ba muốn bán thì bán đi. Vợ chồng có nghèo túng gì đâu đòi bán đất hương quả cho mà ăn. Nè chị đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi nói vậy là sao? Ai không biết vợ chồng như vậy không? Vợ tại sao chị không đem má về nuôi đi? Chị để cho má sắp cơ thực hiện vậy? Hả? Con cô đó, cô là con gái. Tôi sao cô không đem má về cô nuôi đi? Trời ơi, cô nuôi đi. Đấy, bà con nó xâm lại quyền rủa cô. Hả? Nói thiệt với cô hả? Quyền rủa bà đó. Chứ mà cô nói cô là. Trời ơi, tôi nghèo quá mà. Bây giờ được rồi, nó được rồi tôi nói. Bây giờ cái tụi này nói thiệt với anh chị, cái tụi này nghèo quá mà đâu có ai cười nó. Lo hai bữa ăn là thấy mụ nội rồi, làm sao mà nuôi nổi bà già không? Nếu có cười đi chăng á, trời ơi, nhà của người ta họ chỉ cười những kẻ lắm tiền nhiều của, ke re cắt rắc sợ vợ thờ bà. Người ta mới cười chứ, cười đó. Đó, hai con mẹ đàn bà ào ào cái họng luôn, không có ý nghĩa gì hết trơn rồi. Đàn ông ta nói câu nào trời ơi, trời ơi. Ê, sao mày nói tao sợ vợ mày? Mày nói tao sợ vợ đâu mày? Mày nói tao mày? Mày nói tao sợ vợ anh đâu chả thấy đâu con người tao nghe. Mày sợ vợ mày? Đánh đi. Nếu anh muốn đánh là cũng chơi hoài. Mày sợ vợ mày? Sao mày đánh cái đầu mày? Ừ, đánh đi. Mày giỡn mà mày? Ừ, muốn lại tôi coi lại người ta. Vô, cô người ta ăn cướp. Ăn cướp. Các anh ơi, mẹ già ta còn lang thang ngoài mưa gió, thì tại sao nơi đây các anh lại sâu xé với nhau trên mảnh đất của ông bà? Anh hai ơi, anh là con trưởng trong gia đình, đáng lẽ anh phải thuộc lòng cái câu thần tỉnh mổ khen. Còn chị ba, chị cũng vậy, chị không nhớ rằng dòng họ nhà ta chỉ có chị là chị gái lớn, mà tại sao chữ thần thôn mà chị lại không giữ cho tròn? Mấy người nghe đi, không biết mấy người sao chứ tôi thấy thằng Tùng nó nói là đúng lắm rồi. Đúng, trời ơi, anh mà nói đúng, nó cười quá. Chị hai à, vẫn biết phu phụ hòa gia đạo mới thành, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng càng. Nhưng chị cũng nên nhớ cái câu mộc bổn thủy nguyên, cây có cội nước có nguồn, cha mẹ nào cũng như cha mẹ nấy. Ngày nay chị biết lo thờ cha kính mẹ thì con chị ba nhớ câu ơn nghĩa sanh thành, hãy đánh dẹp dình mới tròn đạo làm con. Hay
Má. 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 Ngồi đây nào má. Hay quá. Trời đất ơi, nó thật lại. Cái thằng ăn trộm mà nó đứng ra nó dạy đời, nó nói chữ nho nữa. Bây giờ vợ chồng thằng này không có cần nói nhiều. Bây giờ ai có hiếu hay là không có hiếu gì, hỏi mặt bà già vợ đây biết. Bây giờ bà già vợ có cái mặt cái thằng con rể của má đó, má cứ nói đi. Má đừng có sợ thằng nào con nào hết. Nói ra, nói đi. Mày là ông rể chứ con rể cái gì? Ê, nói vậy sao? Bây anh giờ anh có nói chậm lại với chậu tôi nghe. Anh muốn gây nữa mà. Anh đánh đi. Hả? Mày có nói chậu lại với chậu tôi nghe. Anh muốn gây nữa mà. Ê, ơi. Không có nói nhiều. Bây giờ đà điểu quá để cho tôi nói. Tôi xin nói như thế này. Ở trong cái gia đình này, những người chưa chết đều có đủ mặt ở đây, đúng không? À. Vậy thì hãy đồng ý ký tên bán miếng đất Hương Quả này ra chia. Mỗi người một phần, rồi từ đó nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, rượu ai nấy nhậu. Không ai qua lại với nhau nữa là xong. Vậy ai mà qua lại với mày? À, mặt của mày. Bây giờ anh muốn cãi nữa mà. Bây giờ anh muốn cãi nữa mà. Bây giờ anh muốn cãi nữa mà. Thôi chị đi mà. Cái chữ quay mà. Các con. Cho má xin. Má nói lời cuối cùng. Các con ơi. Nếu các con còn thương má, các con còn thương má, thì các con nên nhớ rằng, dù nghèo khổ má cũng phải bù đắp cho các con. Con Điểu, con có nhớ một bữa nọ, nhà má còn mấy lon gạo, con qua con lấy hết. Ba con đi về, ba con nói đói bụng, không còn gạo để nấu cho ba con ăn. Tối đêm đó, chú Tam qua nói với ba con là đi ăn trộm gạo. Ba con mới là người ăn trộm. Còn thằng Tùng bị ở tù quá, vì nó ra nó chịu thế cho ba con. Các con ơi, còn miếng đất Hương Hòa nó không có làm báo, các con bán nó đi làm gì? Má xin cho thằng Tùng nó ở trên mảnh đất đó hằng năm dỗ quậy, các con về để tụ tập anh em lại để làm đám dỗ cho ông bà cha mẹ. Con Lan đâu? Còn con Lan với thằng Tùng, hai đứa nó đã yêu nhau bao nhiêu năm trời mà chưa thành gia thất. Bây giờ má chỉ có bao nhiêu lời, các con nghĩ như thế nào nói cho má biết. Tôi xin coi kìa. Trời ơi, tôi nại cha cha ơi. Cha muốn đây mà còn đây mày nữa, trời ơi. Hồi nào tới giờ nói bậy nhiều rồi. Bây giờ nói phải được không? Nói nhiều má.
Con xin đại diện cho cô vợ con và con xin má hãy nhận một lại này để chúng con được ngàn lần xin lỗi má. Má ơi, má tha tội cho con, má ơi. Má, con cũng vô tâm quá, con xin lỗi má. Má, con xin lỗi má. Má, vợ chồng con cũng có lỗi, con xin lỗi má nghe má. Vợ chồng xin lỗi má, má tha lỗi cho vợ chồng con nghe má. Má, ý kiến của má với lại anh chị nãy giờ thế nào thì vợ chồng con nghe theo vậy đó. Má đừng buồn nữa má. Nói thì nói vậy thôi, nhưng các con vẫn là con của má chứ mà.